Đúng vào dịp 50 năm chiến thắng Điện Biên phủ trên không của Việt Nam, báo chí Nga đồng loạt đưa tin về sự kiện này. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị nội dung bài đăng trên Sputnik. Nỗi kinh hoàng cho đế quốc Mỹ, lời tiên tri của Bác Hồ về pháo đài bay B52. Đúng như lời tiên tri của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ở Việt Nam, Mỹ sẽ nhất định thua dù có tung ra pháo đài bay B52 đi nữa. Đại tướng Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định thắng lợi của chiến dịch phòng không Hà Nội Hải Phòng tháng 12 năm 1972 trên bầu trời miền Bắc là sự bất ngờ, nỗi kinh hoàng cho đế quốc Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn. Theo Phó Giáo sư Lý Việt Quang và Tiến sĩ Phạm Văn Minh, trước những hành động ngày một leo thang của đế quốc Mỹ, cùng những dự cảm rất chính xác của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm có tiên đoán, những tính toán, dữ liệu chuẩn bị để đối phó với át chủ bài của không quân Mỹ. Nỗi kinh hoàng cho đế quốc Mỹ Đại tướng Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khi đánh giá về chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không năm 1972 đã khẳng định đó chính là bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Theo Đại tướng, cách đây 50 năm, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân và Dân ta đã đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược chủ yếu bằng máy bay B-52 của đế quốc Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng và một số địa phương trên miền Bắc. Cùng với những kết quả to lớn trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972 trên chiến trường miền Nam, thắng lợi của chiến dịch phòng không Hà Nội Hải Phòng tháng 12 năm 1972 trên bầu trời miền Bắc là sự bất ngờ, nỗi kinh hoàng cho đế quốc Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn. Đại tướng nhấn mạnh chiến thắng điện biên phủ trên không cũng đã cổ vũ động viên nhân dân việt nam và làm nức lòng bạn bè quốc tế đã góp phần tạo bước ngoặt trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc buộc chính quyền richard nixon phải xuống thang chiến tranh trở lại bàn đàm phán và ký hiệp định paris chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở việt nam ở chiến dịch này, theo đại tướng, trong khi Mỹ dốc túi tung vào cuộc tập kích đường không chiến lược những phương tiện chiến đấu và vũ khí tối tân, trong đó có máy bay B-52, bom điều khiển, máy tạo nhiễu, trong khi đó, vũ khí của quân đội Việt Nam chỉ ở mức tương đối hiện đại như máy bay MiG-17, MiG-21, tên lửa SAM-2, pháo phòng không cỡ 100mm, radar P-35, Tháng 1 năm 1963, Quân chủng Phòng không Không quân được thành lập trên cơ sở hợp nhất Bộ Tư lệnh Phòng không và Cục Không quân. Đây là bước phát triển mới về tổ chức và sức mạnh chiến đấu của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bộ Tư lệnh Quân chủng tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu về máy bay B52, các cơ quan tác chiến, quân báo tích cực thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến máy bay B52, nhất là tính năng, tác dụng của siêu pháo đài bay ngay sau khi Mỹ sử dụng máy bay B52 ném bom bến cắt ngày 18 tháng 6 năm 1965 đèo Mụ Dạ Quảng Bình. Đúng như lời tiên tri của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ở Việt Nam, Mỹ sẽ nhất định thua dù có tung ra pháo đài bay B52 đi nữa. Đại tướng Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định, thắng lợi của chiến dịch phòng không Hà Nội Hải Phòng tháng 12 năm 1972 trên bầu trời miền Bắc là sự bất ngờ, nỗi kinh hoàng cho Đế quốc Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn. Theo phó giáo sư Lý Việt Quang và tiến sĩ Phạm Văn Minh, trước những hành động ngày một leo thang của đế quốc Mỹ, cùng những dự cảm rất chính xác của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm có tiên đoán, những tính toán, dữ liệu chuẩn bị để đối phó với át chủ bài của không quân Mỹ. Nỗi kinh hoàng cho đế quốc Mỹ Đại tướng Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khi đánh giá về chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không năm 1972 đã khẳng định đó chính là bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Theo đại tướng, cách đây 50 năm, dưới sự lãnh đạo của ban chấp hành trung ương Đảng, bộ chính trị, trực tiếp là quân ủy trung ương, bộ quốc phòng, quân và dân ta đã đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược chủ yếu bằng máy bay B52 của đế quốc Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng và một số địa phương trên miền Bắc. Cùng với những kết quả to lớn trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972 trên chiến trường miền Nam, thắng lợi của chiến dịch phòng không Hà Nội Hải Phòng tháng 12 năm 1972 trên bầu trời miền Bắc là sự bất ngờ, nỗi kinh hoàng cho Đế quốc Mỹ và Ngụy quyền Sài Gòn. Đại tướng nhấn mạnh chiến thắng điện biên phủ trên không cũng đã cổ vũ động viên nhân dân việt nam và làm nức lòng bạn bè quốc tế đã góp phần tạo bước ngoặt trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc buộc chính quyền richard nixon phải xuống thang chiến tranh trở lại bàn đàm phán và ký hiệp định paris chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở việt nam ở chiến dịch này, theo đại tướng, trong khi Mỹ dốc túi tung vào cuộc tập kích đường không chiến lược những phương tiện chiến đấu và vũ khí tối tân, trong đó có máy bay B-52, bom điều khiển, máy tạo nhiễu, trong khi đó, vũ khí của quân đội Việt Nam chỉ ở mức tương đối hiện đại như máy bay MiG-17, MiG-21, tên lửa SAM-2, pháo phòng không cỡ 100mm, radar P-35, Tháng 1 năm 1963, Quân chủng Phòng không Không quân được thành lập trên cơ sở hợp nhất Bộ Tư lệnh Phòng không và Cục Không quân, đây là bước phát triển mới về tổ chức và sức mạnh chiến đấu của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bộ Tư lệnh Quân chủng tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu về máy bay B52, các cơ quan tác chiến, quân báo tích cực thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến máy bay B52, nhất là tính năng, tác dụng của siêu pháo đài bay ngay sau khi Mỹ sử dụng máy bay B52 ném bom bến Cát ngày 18 tháng 6 năm 1965, đèo Mụ Dạ Quảng Bình ngày 12 tháng 4 năm 1966. Mỹ thua Việt Nam thì xấu hổ lắm, dự cảm chiến lược của bác Hồ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp giao nhiệm vụ cho quân chủng phòng không không quân nghiên cứu cách đánh B-52. Quân chủng phòng không không quân đã thể hiện rõ tư tưởng chủ động tiến công, kịp thời điều động lực lượng, vũ khí, trang bị, bộ đội radar, trinh sát điện tử, không quân phối hợp hoạt động, nghiên cứu tính năng kỹ thuật, đặc điểm, quy luật hoạt động của máy bay B-52 và nghiên cứu cách đánh B-52. Ngày 15 tháng 12, báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam đã lược trích từ cuốn Chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không 1972, sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại với quan điểm của Phó Giáo sư Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và Tiến sĩ Phạm Văn Minh về những dự cảm chiến lược và tầm nhìn mang tính thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực tế, chiến dịch phòng không Hà Nội Hải Phòng cuối năm 1972 là một trong những chiến dịch mà Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều dự báo, kế sách và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo quân và dân ta chủ động chuẩn bị chiến đấu, thực hành chiến đấu thắng lợi, không để bị động bất ngờ trước âm mưu sử dụng siêu pháo đài bay B52 đánh phá miền Bắc của đế quốc Mỹ với trí tuệ của mình chủ tịch hồ chí minh hiểu rõ bản chất âm mưu của đế quốc mỹ ở đông dương và việt nam mặc dù liên tục thất bại ở nhiều trận địa trên chiến trường miền nam việt nam song dựa vào sức mạnh quân sự và kinh tế khoa học công nghệ đế quốc mỹ không chịu chấp nhận thất bại và từ bỏ giã tâm xâm lược việt nam Năm 1967, đến thăm Bộ Tư lệnh Phòng không không quân, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, sớm muộn gì đế quốc Mỹ cũng đưa B-52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua nó mới chịu thua, phải dự kiến trước mọi tình huống càng sớm càng tốt, để có thời gian suy nghĩ, chuẩn bị, nhớ là trước khi thua ở Triều Tiên, đế quốc Mỹ đã hủy diệt Bình Nhưỡng, ở Việt Nam, Mỹ sẽ nhất định thua, nhưng nó chỉ thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Mỹ thua thì nó xấu hổ lắm, nó tức mình lắm, bởi vì nó đã thua ở Trung Quốc, thua ở Triều Tiên, bây giờ mà thua ở Việt Nam nữa, nó mất mặt xấu hổ. Vì thế cho đến phút cuối cùng nó cắn, nó cố cắn rồi nó thua nữa. Phó giáo sư tiến sĩ Lý Việt Quang và tiến sĩ Phạm Văn Minh nhấn mạnh, lời tiên đoán đó của người hoàn toàn có căn cứ và sự thực lịch sử cũng đã chứng minh đây là một nhận định hoàn toàn chính xác. Điều đó cho thấy tầm nhìn chiến lược của một nhà lãnh đạo chính trị và quân sự xuất sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh, hai nhà nghiên cứu Việt Nam khẳng định Thực tế, từ những năm đầu của thập niên 60, trước những âm mưu khiêu khích kích động không ngừng phá hoại miền Bắc đã ngày càng lộ rõ âm mưu của kẻ thù, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cứng rắn cảnh báo. Nếu chúng liều lĩnh động đến miền Bắc thì nhất định chúng sẽ thất bại thảm hại, vì nhân dân cả nước ta sẽ kiên quyết đánh lại chúng. Trong bối cảnh đế quốc Mỹ ngày càng có hành động leo thang cùng những dự cảm rất chính xác của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm có những tính toán, chuẩn bị để đối phó với con át chủ bài không quân Mỹ pháo đài bay B-52. Năm 1962, người đã hỏi và căn dặn ông Phùng Thế Tài tư lệnh quân chủng Phòng không lúc đó, bây giờ chú là tư lệnh Phòng không, vậy chú đã biết gì về B52 chưa? Nói thế thôi chú có biết cũng chưa làm gì được nó, nó bay cao trên 10 cây số mà trong tay chú hiện nay mới chỉ có cao xạ thôi, nhưng ngay từ nay là tư lệnh bộ đội Phòng không, chú phải theo dõi chặt chẽ và thường xuyên quan tâm đến loại máy bay B52 này. Sau này làm việc với bộ tư lệnh quân chủng Phòng không không quân, người giao nhiệm vụ phải chuẩn bị cách đánh B52, dù trong tình huống nào cũng phải đánh thắng B52 nếu chúng đánh ra miền Bắc nhất là Hà Nội, Hải Phòng. Đập tan tham vọng của Mỹ thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân và các cơ quan tác chiến, quân báo đã tích cực thu thập thông tin, tài liệu về máy bay B52, đồng thời nghiên cứu cách đánh và chuẩn bị phương án chiến đấu với B52. Quân và dân Việt Nam đã chủ động chuẩn bị tăng cường lực lượng và phương tiện, bộ đội phòng không được tích cực xây dựng, huấn luyện và làm chủ phương án tác chiến, tình huống chiến đấu với những cách đánh hay, độc đáo, sáng tạo, làm chủ vũ khí, khí tài quân sự mới. Vì thế, trận chiến đấu đầu tiên của quân và dân Việt Nam với không quân Mỹ trên vùng trời miền Bắc ngày 5 tháng 8 năm 1964 đã giành thắng lợi vang dội khi bắn rơi 8 máy bay địch và bắt giữ nhiều giặc lái. Từ năm 1965 cùng với việc đưa quân Mỹ ồ ạt vào miền Nam Việt Nam, đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh, đưa máy bay đánh phá miền Bắc Việt Nam và bắt đầu sử dụng máy bay B52 trên chiến trường Việt Nam, trong đó có nhiều lần xâm phạm vùng trời miền Bắc. Đặc biệt từ tháng 4 năm 1967, Mỹ điên cuồng leo thang đánh phá Hà Nội, vì thế, việc nghiên cứu tìm ra cách đánh và đánh thắng được máy bay B52, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ thủ đô Hà Nội là nhiệm vụ quan trọng của quân và dân miền Bắc. Sau nhiều năm thu thập thông tin, nghiên cứu tài liệu, tìm cách đánh và xây dựng kế hoạch tác chiến, đặc biệt thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn bắt cọp thì phải vào tận hang. Tháng 4 năm 1966, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng Không Không Quân đã cử 4 tiểu đoàn của Trung đoàn 238, Trung đoàn tên lửa thứ hai của quân đội ta, vào mặt trận Vĩnh Linh, Quảng Trị, xây dựng trận địa, quyết phục bắn cho bằng được B-52. Đến tháng 8 năm 1967, đoàn cán bộ của Bộ Tư lệnh binh chủng tên lửa do ông Hoàng Văn Khánh phó tư lệnh cùng một số đại diện các cơ quan tác chiến huấn luyện quân báo kỹ thuật vào Vĩnh Linh trực tiếp chỉ đạo trung đoàn 238 bắn rơi cho bằng được B52. Với sự quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ trung đoàn 238, cùng sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tư lệnh Binh chủng tên lửa, những chiếc B-52 đầu tiên đã bị bắn hạ trên bầu trời Vĩnh Linh. Bức điện của ông Hoàng Văn Khánh gửi cho Bộ Tư lệnh ghi rõ, hồi 17 giờ 3 ngày 17 tháng 9 năm 1967, tiểu đoàn 84 phóng hai quả đạn vào một tốp B-52, tiêu diệt một chiếc. Tiếp đó, 17 giờ 34 phóng tiếp hai quả đạn vào một tốp B-52 khác, tiêu diệt thêm một chiếc. Nhận được tin chiến thắng, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất vui, người tự tay viết thư khen quân và dân Vĩnh Linh anh hùng, bác rất vui lòng được tin ngày 17 tháng 9 năm 1967 Vĩnh Linh đã lập công xuất sắc lần đầu bắn rơi hai máy bay B52 của giặc Mỹ. Thay mặt Trung ương Đảng và chính phủ, bác đặc biệt gửi lời khen ngợi đồng bào, chiến sĩ và cán bộ Vĩnh Linh đã đánh giỏi, bắn trúng, chiến thắng vẻ vang, Vĩnh Linh thật xứng đáng là tiền tuyến anh hùng của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, riêng tiểu đoàn 84 trung đoàn tên lửa 238 được người tặng thưởng huân chương quân công hạng 2. Chính kinh nghiệm bắn rơi máy bay B52 tại mặt trận Vĩnh Linh sau này đã trở thành hồ sơ về B52 cùng với những tài liệu nghiên cứu khác và kinh nghiệm thực tiễn chiến đấu của nhiều đơn vị trong nhiều năm, nhất là đầu năm 1972 đã được các sĩ quan có trình độ kỹ thuật chiến thuật giỏi, dày dạn kinh nghiệm trong chiến đấu biên soạn thành cuốn cách đánh B52 của bộ đội tên lửa. Đây là cuốn cẩm nang bìa đỏ, một tài liệu có giá trị, là trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam đã góp phần quan trọng làm nên thắng lợi, điện biên phủ trên không lừng lẫy. Đây cũng chính là công trình mà Bộ Tư lệnh Quân chủng phòng không không quân quyết tâm thực hiện lời căn dặn sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh phải chuẩn bị cách đánh B-52. Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định chúng ta chiến thắng B-52 Mỹ là do nhiều nguyên nhân, trong đó có sự đóng góp hết sức quan trọng của cuốn sách này. Đã đánh nhất định phải thắng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng đó, quân và dân Việt Nam hoàn toàn giành thế chủ động, răng sẵn, thiên la địa võng, để chờ máy bay B-52, vì thế, hầu hết máy bay địch khi đến đánh phá Hà Nội và khu vực lân cận đều lọt vào dự kiến của vn Thực tế chiến đấu diễn ra trong 12 ngày đêm tháng 12 năm 1972, có tới 70% máy bay B52 đã bay từ hướng Tây Bắc xuống đánh Hà Nội, còn ở Hải Phòng thì độ chính xác gần như 100%. Điều này càng minh chứng cho những lời tiên tri, dự báo chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hoàn toàn chính xác, đã giúp cho công tác chuẩn bị và thực hành chiến đấu của quân và dân ta thuận lợi, đạt hiệu suất chiến đấu cao. Đặc biệt cùng với việc sớm dự đoán việc Mỹ sẽ đưa B52 ra đánh phá miền Bắc và những chỉ đạo quan trọng để quân và dân ta chuẩn bị trước không để bị động bất ngờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn thường xuyên đến thăm, viết thư động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, xây dựng niềm tin và nâng cao quyết tâm dám đánh và đánh thắng B52, đánh thắng giặc Mỹ. Dù đế quốc Mỹ có lắm súng, nhiều tiền, dù chúng có B57, B52 hay B gì đi chăng nữa ta cũng đánh, từng ấy máy bay, từng ấy quân Mỹ chứ nhiều hơn nữa ta cũng đánh, mà đã đánh là nhất định thắng. Bác Hồ nói khi đến thăm cán bộ chiến sĩ đại đội, một tiểu đoàn, một đoàn tam đảo, bộ đội phòng không không quân. Trong 10 năm kể từ năm 1959 cho đến lúc người đi xa, chủ tịch Hồ Chí Minh đã 19 lần, trong đó có 5 lần vào dịp Tết Nguyên đán trực tiếp đến thăm động viên bộ đội phòng không không quân. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lý Việt Quang Tiến sĩ Phạm Văn Minh, sự quan tâm đặc biệt đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ to lớn để cán bộ, chiến sĩ quân chủng phòng không không quân quyết tâm anh dũng chiến đấu, góp phần quan trọng vào thắng lợi giòn giã của quân và dân miền Bắc trước siêu pháo đài bay B-52, con át chủ bài của không lực Mỹ.